Good afternoon, ladies and gentlemen. Distinguished elected officials. Xin cảm ơn, xin kính chào tất cả quý vị đồng hương, quý cơ quan truyền thông báo chí và xin chào tất cả quý chiến hữu quân lực Việt Nam Cộng hòa. Dear friends, we came together 2 years ago here to celebrate the groundbreaking ceremony of this facility. And now it's wonderful. It's inspiring to come together again today to celebrate the completion of this imposing and historic facility, a truly dedicated service center for the Vietnamese American community. The vision of a community service center catering to specific educational and healthcare needs of the Vietnamese American Service Center become reality today. This marks the culmination of over 10 years of dedicated planning, patience, and hard work by the vision and the leadership of Supervisor Cindy Chavez, then Dave Cortese, and Dr. Chet Smith, and other people of the county. So now, on behalf of the Vietnamese American community, I would like to express our wholehearted appreciation and deep gratitude to Cindy Chavez, to Dave Cortese, to Jess Smith, and to other members of the county staff. And now, dear friends, the Vietnamese American community, please give a big hand to show our appreciation to our great leader, our co-hero, Cindy Chavez, Dave Cortese, Jess Smith, and other people in the county. Please stand up, Cindy and Dave. This occasion is just for you. Thank you. And I also wish to ask you, our Vietnamese friend, for another round of applause to show our support and our endorsement for Cindy Chavez, for next mayor of San Jose. And lastly, our dear Vietnamese, I wish to urge all our friends, Vietnamese American, to make good use of this wonderful facility by visiting it often, very often. This center should be the prime venue for Vietnamese, American health, for Vietnamese American community services, and for Vietnamese American great facilities. Thank you very much. Dạ thưa tất cả quý vị, xin chào tất cả quý vị đồng hương, quý vị cơ quan truyền thông báo chí và quý chiến hữu thuộc mọi quân binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng hòa của chúng ta. Hôm nay thực sự là một ngày rất tốt đẹp, có thể nói rằng huy hoàng cho người Việt, cho người Mỹ gốc Việt tại miền Bắc California này. Chúng ta đang trước một tòa nhà vô cùng quý nga, vô cùng lộng lẫy, vô cùng độc đáo do quận hạt Santa Clara xây dựng để phục vụ cho người Việt của chúng ta. Và thưa quý vị, tôi chắc quý vị cũng đã hãnh diện khi mà đã biết rõ rằng tòa này quý vị lãnh đạo của quận hạt là bà Cindy Chavez, ông Dave Cortese, ông Jack Smith đã phát biểu rất rõ ràng rằng họ đã thiết kế xây dựng trung tâm dựa nào dựa trên này, dựa trên văn hóa truyền thống và lịch sử của dân tộc Việt của chúng ta. Và do đó khi nãy tôi đã thay lời quý vị để bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với quý vị ân nhân. Họ đã kiên nhẫn tuyệt vời làm việc trong suốt 10 năm trời để xây dựng cho kỳ được một tòa nhà có 102 ở Hoa Kỳ và trên thế giới. Và thưa quý vị, chúng ta đã rời bỏ quê hương, rời bỏ Sài Gòn thân yêu của chúng ta và đến Hoa Kỳ này đã 46 năm rồi.
quý vị có đồng ý rằng tôi thấy quý vị cũng như chúng tôi đều đồng ý coi cái vùng này là người quê hương, là vùng quê hương thứ hai của chúng ta. Quý vị có đài quay ra không? Và nhiều anh em đã phục vụ đất nước vĩ đại này bằng nhiều cách. Nhiều anh em đã gia nhập quân lực Hoa Kỳ và trận mạc dũng cảm tại chiến trường như tướng Lương Xuân Việt và nhiều tướng ta khác nữa. Và như chúng ta cũng đã có bà khoa học gia Dương Nguyễn Ánh đã làm rất là đắc lực ở trong ngành quốc phòng của Hoa Kỳ này. Quý vị đã thấy rõ người Việt của chúng ta đã phục vụ đắc lực cho đất nước Hoa Kỳ. Và tôi nghĩ quý vị phải có trách nhiệm, quý vị phải có trách nhiệm đi chia sẻ quyền lực lãnh đạo đất nước Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ như là tất cả mọi người công dân Mỹ. Do đó tôi đã trình bày khi nãy, đứng trước tòa nhà lộng lẫy này, quy mô này, chúng ta rất hãnh diện. Nhưng mà tôi nghĩ quý vị không phải chỉ hãnh diện mà thôi, mà quý vị trẻ hơn tôi, quý vị mạnh khỏe hơn tôi. Tôi chắc rằng vấn đề quý vị đã có quyết tâm, đã có nhiều chương trình tận dụng trung tâm này để phát triển uy tín, phát triển uy thế, phát triển ảnh hưởng của người Việt chúng ta ở tại hải ngoại. Và dần dần biết đâu những ảnh hưởng tốt đẹp đó sẽ lan rộng ra nhiều nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ vĩ đại này. Trung tâm phục vụ này chắc chắn sẽ là nơi tập hợp nhiều anh em, nhiều bạn bè, nhiều hội đoàn, nhiều tổ chức. Và tôi chắc chắn rằng quý vị sẽ xây dựng được một con đường vinh quang, một con đường tốt lành trong một cuộc sống thoải mái và một cuộc đời rất là đắc lực tốt đẹp cho quý vị và cho gia đình của quý vị. Xin cảm ơn tất cả quý vị.